trời, chạm chân để tận hưởng những cội nguồn bản sắc, chạm chân để tự hào non nước Việt bao la bạc ngàn. Và để một lần được hòa mình vào vùng đất linh thiêng của thế gian, khu du lịch cáp treo núi Cấm tự hào là khu du lịch trọng điểm của miền Tây Nam Bộ, có hệ thống cáp treo đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long, sở hữu chiều dài 3.500m, từ độ cao 710m so với mực nước biển. Mỗi chặng đường sẽ là một hành trình khám phá lý thú, chiêm ngưỡng kỳ quan nổi tiếng. Trải nghiệm từng cung đường mới lạ. Hồi hộp và phấn khích, đắm chìm vào điệu nhạc du dương của núi rừng bạc ngàn, khơi nguồn sự bứt phá bản lĩnh của mỗi cá nhân. Chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng tượng Phật Di Lặc cao nhất trên đỉnh núi ở châu Á. Thả hồn lâng lâng, thiên nhiên hiền hòa ấm cúng. Thưởng thức tinh hoa xuất thần tại vùng bảy núi An Giang. Cùng cảm nhận hương vị ngọt ngào, lãng mạn. Tận hưởng giây phút thăng hoa bên gia đình. Hãy đến để một lần hòa mình vào không gian bất tận. Khu du lịch cáp treo núi Cấm, nơi khơi nguồn mọi giác quan. Khu du lịch cáp treo núi Cấm, nơi giao hòa bản sắc của đất trời.